Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề đầu tiên trong phần mềm luyện từ và câu tiếng Việt. Đó là cái chủ đề từ trong câu. Từ trong câu là một trong cái bài học học đầu tiên trong cái hướng luyện từ và câu tiếng Việt. Trong phần mềm học từ tiếng Việt chúng ta cũng có một cái chủ điểm là từ trong câu. Tuy nhiên ở trong cái phần mềm đó thì cái phần từ trong câu nó ở mức độ đơn giản. Còn sang phần mềm này thì từ trong câu đã được học một cách hoàn chỉnh. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chủ đề này. Chủ đề này sẽ bao gồm có 5 cái bài học chính. Một là xác định các loại từ trong câu, là chúng ta sẽ học các cái định vị, các cái từ trong câu nó có được định vị, được phân loại như thế nào. Hai là nhận dạng từ trong câu tổng quát, một cái bài học tổng quát hơn của cái phần xác định từ trong câu. Tiếp theo là cái bài học về luyện từ, hoàn thiện câu để chúng ta có hình dung ý nghĩa của một cái từ trong một câu như thế nào. Một cái bài nữa về thi tìm thành ngữ tục ngữ, một cái bài vui nhưng mà để tìm hiểu mở rộng ngôn từ trong cái phần luyện từ và câu, và cuối cùng là các cái bài luyện tập đặt câu với từ, thì các loại từ khác nhau là câu với từ láy, với thành ngữ tục ngữ, với các cái từ phân loại từ theo chủ nghĩa chủ đề, rồi các cái từ đồng nghĩa là trái nghĩa của từ đồng âm tiếng Việt. Như vậy là học sinh sẽ đặt câu, và để muốn đặt câu được với từ thì phải hiểu cái từ đó, thì như vậy là hoàn thiện lại toàn bộ cái phần chủ đề kiến thức từ trong câu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Tất cả dạng này nó đều có cái cách làm tương tự nhau. Chúng ta làm thử một cái. Chúng ta làm cái bài là xác định tính từ trong câu. Phần mềm sẽ hiện ra cái bài như này. Đây là một cái bài phần mềm sẽ tự động sinh sinh cái bài này. Lúc này để phóng to thu nhỏ trên này. Cách làm mà chúng ta sẽ phải tìm các tính từ trong đoạn văn sau. Chúng ta sẽ phải đánh dấu và sau đó chúng ta bấm vào nút tính từ để kiểm tra xem đúng hay sai. Cái bài luận này nó có hai cái lựa chọn cho cái việc kiểm tra. Một là kiểm tra nhanh hay là chính hay là bình thường. Kiểm tra nhanh tức là bấm nút tính từ là ra ngay đáp án đúng sai. Còn kiểm tra bình thường ta bấm nút tính từ và chúng ta sẽ phải bấm nút kiểm tra. Còn có hai cái kiểu là chính xác, tức là phải chọn chính xác cái từ, cái tính từ, hay là không cần chính xác. Thì đây cái lựa chọn là kiểm tra nhanh và chính xác. Chúng ta muốn thay đổi cái lựa chọn, chúng ta bấm vào đây và lựa chọn, vì tôi vừa chọn cái kiểu là kiểm tra nhanh hay là đầy đủ, đơn giản hay là chính xác. Chúng ta chọn đơn giản. Chúng ta chỉ cần chọn một từ hay là một từ đơn trong cái tính từ là cũng được. Đây là mức dễ hơn, là mức khó hơn. Cho làm thử nhé. Đây với bài này chẳng hạn, chúng ta sẽ tìm một tính từ, ta chọn cái từ là ngọt ngào, hay chọn từ ngọt không là đủ ngọt, bấm vào tính từ Rất hay. máy báo đúng, mặc dù cả tính từ là ngọt ngào đó. Đấy mà ta thấy không còn từ nào, bấm vào đây ta tìm nhé. Tuổi thơ của tôi không những chỉ lớn lên trong vòng tay âu yếm, nhưng mà chữ âu yếm là một tính từ, tôi chọn ở đây. Tôi chọn chính xác cái từ âu yếm nhé, kiểm tra. Không được. À, đây không phải lý tính từ mà phải ta tôi vừa làm sai, ta phải chọn lựa ta chọn một từ khác. Đây, ta lấy từ nhỏ bé chắc là một tính từ. Tốt Đó. Vậy cách làm như vậy nhé. Cái dữ liệu này chúng ta hoàn toàn có thể nhập vào bằng tay. Chúng ta có thể bấm vào nút là chúng ta chọn nút là dùng tôi nhập, và chúng ta mà nhập trực tiếp cái bài luyện ở đây, và tính từ chúng ta sẽ đưa vào trong hai cái tạp là TT và chéo TT như thế này đó. Như vậy giáo viên được quyền chủ động nhập dữ liệu đầu vào cho tất cả các bài luyện này, tương tự như vậy với những bài luyện khác ở đây. Đây là cái bài nhận dạng từ trong câu tổng quát. Phần mềm sẽ có hai cái bài luyện, tôi chọn là phân loại từ tổng quát trong câu. Phần mềm sẽ tự động sinh các bài luyện mà các động từ được đánh dấu rồi, và ta sẽ phải kiểm tra xem nó thuộc loại nào. Như cái đây, chào bảng, cửa sổ, chỗ ngồi, bạn nhỏ, thì đây là cái gì? Đây là danh từ, tính từ, động từ hay là đại từ? Chúng ta sẽ phải chọn nó, như là danh từ chẳng hạn. Đó, mềm sẽ là Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, làn da trắng hồng. Như vậy nó là tính từ. Phần mềm Giỏi sẽ tự lắm. động lựa chọn các bài như vậy, và cũng như vậy chúng ta có thể có các lựa có thể có quyền nhập đầu vào trực tiếp cho
cho câu chuyện này. Các cái từ được đánh dấu là có trong nằm trong cái tạc là HL. Ta chọn cái đáp án là đã ở bên này đó. Làm xong chúng ta thoát ra. Tiếp theo là phần điền từ hoàn thiện câu, điền từ để hoàn thiện thành những tục ngữ hay điền từ để hoàn thiện một cái câu ca dao. Giả sử chúng ta là chọn là điền từ để hoàn thiện thành những tục ngữ, phần mềm sẽ tự động sinh ra cái bài luyện và hiện ra một cái câu tục ngữ và có cùng một cái chữ là thiếu, chúng ta sẽ phải điền vào, cũng rất là khó, câu chữ không dễ. Lại chọn sang bài khác, son chát phấn. Như vậy đây là chúng ta chọn cái từ là sơn son, bấm ta bấm enter, bấm sơn, xin lỗi, bấm sơn, bấm vào đây. Đấy. Như vậy là không chính xác, phải chọn khe chính xác thì thôi. Ta bấm vào để kiểm soát. Đây là bôi, bôi son chát phấn. Đấy. Cần tìm tiếp. Đây là bài tiếp theo. Một người làm quan cả họ được nhờ, tôi sẽ phải xin đây chữ họ, chữ họ và enter. Cả nhà được nhờ hay cả họ được nhờ? Vẫn không đúng. Không đúng. Đáp án đâu? Cả họ được nhờ, đúng rồi. Cứ như vậy, chúng ta sẽ tìm các bài luyện tương tự như vậy. Về điền từ để hoàn thiện câu ca dao thì phần mềm sẽ ra bài ca dao, chúng ta sẽ phải luyện. Chúng ta sẽ phải điền vào đây các từ. Chúng ta bấm vào đây và chọn đáp án ở dưới này. Đó. Chúng ta phải nhấn chú ý phải bấm vào câu chuột vào đây thì nó phần mềm mới cho ta nhập chính xác cái từ ở vị trí này. Đấy. Để gọi đáp án Hương, đúng không? Ta bấm vào đây và chọn và gõ chữ Hương ở đây. Đó, kiểm tra. Đó. Ta chọn sang cái bài thi tìm thành ngữ tục ngữ. Hai bên này có cái tính năng tương tự nhau, chỉ có nguồn từ điển là khác nhau thôi. Ta làm một cái bài luyện thi tìm từ nhanh. Thời gian hiển thị ở đây càng lâu thì chúng ta càng tìm càng thì chúng ta càng mất điểm. Chúng ta sẽ phải nhập cái tục ngữ thành ngữ đó và phải nhập chính xác thì mới là thắng, còn không ta sẽ tìm mãi. Từ này gồm có 6 tiếng bao gồm 26 chữ cái, bắt đầu bằng âm C và chữ tiếng có âm vần U, như vậy là rất là khó, chứ không dễ có một cái đáp án như vậy, một cái gợi ý như vậy. Câu này chứa một từ cũng, câu này chứa một từ có, rất là khó. Thế các bạn thấy là đây là những cái bài luyện rất là hay dành cho cái phần luyện tập này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp tục cái phần luyện tập đặt câu. Thì tất cả trên bài này đều có những cái dáng tương tự nhau. Chúng ta làm thử nhận đặt câu với từ lấy. Thì những cái bài như này, phần mềm sẽ không ra cái đáp án nhất định và làm cái bài luyện mà giữa thầy với giữa cô và trò là có cái tương tác. Học sinh sẽ nhập đáp án ở dưới này và câu xuất hiện lên bên trên. Và giáo viên học sinh cùng xem là học sinh làm như vậy là đúng hay sai. Tôi lấy ví dụ, đặt câu với từ lấy lẹt đẹt. Ví dụ như ta đặt một câu là em đi chậm lẹt đẹt, bấm enter, phần mềm sẽ hiện ra ở đây và cả lớp sẽ cùng xem là câu này là đúng hay là sai, hay là hợp lý không hợp lý. Phần mềm không đưa ra các phương án xét đúng hay là sai, làm cái bài luyện tập mở và chúng ta lại có thể tiếp tục nhập tiếp một câu nữa ở đây liên tục như vậy. Khi nào cô và trò cảm thấy thoải mái thỏa mãn thì ta dừng lại, ta lại sang bài tập khác. Đấy, ngươi chót vót. Tiếp theo chúng ta làm một cái bài đặt câu với thành ngữ và tục ngữ. Ví dụ chúng ta đặt câu với thành ngữ tục ngữ sống dở chết dở. Như vậy các em cũng như vậy, làm cái bài luyện này và nhập một câu ở đây và phần mềm không đưa ra đáp án nhưng mà cô và trò cùng nhau luyện tập. Đấy. Ta tiếp tục sang ví dụ là với đặt câu với thành ngữ theo chủ đề chẳng hạn. Đặt câu với từ bà ngoại, ta phải hiểu bà ngoại là gì. Ví dụ là nhà em có bà ngoại, ví dụ như vậy. Enter. Đấy, là một câu khác nhé. Bà ngoại em năm nay
Năm nay tròn 70 tuổi. Đấy như vậy. Và cứ các em cứ việc liên tục đưa ra những câu như vậy và cô và trò cùng nhận xét xem là bạn ấy biết như vậy là chuẩn xác chưa. Một cái bài luyện tương tác giữa thầy và trò. Chúng ta xem một bài luyện khác về ví dụ là câu với cái từ đồng nghĩa tiếng Việt, từ trái nghĩa đồng nghĩa tiếng Việt nhé. Thì biết là câu với một trong các từ sau đây đúng, đích, trúng. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đặt câu cho nó bắt buộc phải chứa một cái từ là đúng hoặc là đích hoặc là trúng, cả các là các cái từ đồng nghĩa với nhau. Kiểu như là em làm bài đúng. Phải hiện ra đây. Chúng ta gọi nhầm cái từ mà một cái câu mà không có cái từ ở đây thì phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta nhập lại. Ví dụ như là em đi chơi không có cái từ. Vậy là không có cái từ đúng, đích hoặc là trúng. Như vậy cũng là một cái bài luyện không có đáp án chính xác đúng sai, tuy nhiên là các bài luyện dạng mở rất thích hợp đối với cô và trò trong quá trình chúng ta học luyện đặt câu với các từ. Như vậy chúng ta vừa mới xem xong một lượt tất cả những cái phần luyện cái bài học là chủ điểm là từ trong câu. Là chúng ta nhớ lại rằng trong cái phần mềm trước đây tôi đã nói phần mềm học từ tiếng Việt cũng có cái chủ điểm là từ trong câu. Như vậy cái hai chủ điểm này là kết nối giữa hai phần mềm. Vì cái từ trong câu là nằm trong cả cái mảng kiến thức học từ tiếng Việt, vừa nằm trong mảng kiến thức là luyện từ và câu, cho nên là cái chủ điểm từ trong câu là có được quả trong hai phần mềm và mức độ của hai phần mềm đó là khác nhau. Ở trong cái phần mềm này là mức độ bài tập là nâng cao hơn so với cái phần mềm học từ tiếng Việt. Làm xong tập 4 này để thoát ra và quay trở lại màn hình chính của phần mềm.